với mục tiêu tạo ra một sân chơi thú vị bổ ích để các con được nâng cao trình độ tiếng Anh, rèn luyện sự tự tin và thể hiện bản thân. Ngày 9 tháng 5, trường tiểu học Bá Xuyên đã phối hợp cùng trung tâm Anh ngữ Lamernix tổ chức hội thi Rung chuông vàng năm học 2023-2024. Tham gia cuộc thi có 440 em học sinh trong nhà trường và tổ chức thi theo từng khối lớp. 100% các câu hỏi bằng tiếng Anh được đưa ra cấp độ từ dễ đến khó, với nội dung phong phú đa dạng. Trong vòng 5 đến 10 giây sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi, các thí sinh phải nhanh chóng đưa ra đáp án của mình bằng cách viết câu trả lời tiếng Anh vào bảng. Thí sinh nào trả lời sai sẽ phải rời khỏi sàn thi đấu. Đây là lần đầu tiên các em được tham gia hoạt động này nên rất hào hứng. Năm nay thì em học là năm đầu tiên em học với người nước ngoài thì em cảm thấy là em thích môn tiếng Anh hơn, biết cách đọc và cách viết. Qua hội thi Rung chuông vàng tiếng Anh thì em cảm thấy là rất vui và bổ ích. Thì mong sau là nhà trường sau này sẽ tổ chức nhiều cái trải nghiệm và cuộc thi khác để chúng em vui chơi và hiểu về tiếng Anh hơn ạ. Với đặc thù của một xã thuần nông nên con em trên địa bàn xã Bá Xuyên cũng chưa được tiếp cận nhiều với các môn học ngoại ngữ, đặc biệt là đối với bậc tiểu học, để nâng cao chất lượng giảng dạy tại nhà trường. Ngoài các chương trình học theo giáo trình sách giáo khoa, bắt đầu từ năm học 2023-2024, trường tiểu học Bá Xuyên đã triển khai chương trình học ngoại khóa bộ môn tiếng Anh với người nước ngoài nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, gây niềm say mê, hứng thú cho học sinh đối với môn học này. Đối với môn học ngoại ngữ thì nhà trường năm học này đã triển khai từ lớp 1 cho đến lớp 5 với giáo viên với là người nước ngoài. Đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì đã thực hiện chương trình lớp 3, lớp 4 thực hiện chương trình tiếng Anh bắt buộc. Còn đối với lớp 1, 2 và lớp 5 là chương trình tiếng Anh tự chọn và đã được tổ chức vào năm học này. Nó mang lại hiệu quả thứ nhất là về cái sự quan tâm của phụ huynh sẽ được nâng cao cái trình độ tiếng Anh cho con em mình. Và đặc biệt là khi các em được học với giảng viên, với giáo viên người nước ngoài đó thì các em sẽ tự tin hơn và mạnh dạn hơn, chất lượng của môn học tiếng Anh của nhà trường ngày càng nâng cao hơn. Kết quả tại hội thi Rung chuông vàng cho thấy các em rất hào hứng và trả lời tốt các câu hỏi do ban tổ chức đưa ra. Nhiều khối đã phải sử dụng đến câu hỏi phụ để tìm ra quán quân trong cuộc thi. Qua đó cho thấy việc tổ chức cho các em học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài như một luồng gió mới mang đến cho học sinh vùng nông thôn sự hào hứng, vui vẻ và tư duy tốt hơn, phát triển kỹ năng nghe và nói.